Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với rừng chè cổ thụ ở xã vùng cao Tả Thàng, huyện Mường Khương. Những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi bám trụ, chắt chiu nguồn dinh dưỡng đại ngàn để tạo ra những búp chè ngon hảo hạng. Có một điều hết sức đặc biệt là bà con nơi đây coi những cây chè này như báu vật của cha ông để lại, nên luôn quan tâm, gìn giữ, phát triển thành vùng chè đặc sản, góp phần mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc nơi dẻo cao mây trắng. Thôn vùng cao xứ Dí Phìn, xã Tà Thàng có 41 hộ dân, đều là người Mông sinh sống. Mọi nhà đều đang sở hữu những cây chè cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi. Gọi là chè cổ thụ bởi phần lớn gốc và thân cây đều đã rêu mốc, nhiều cây cao tới vài chục mét, cành lá xum xuê, bảng lảng trong sương sớm núi rừng. Cái chè to này thì cũng nhỏ đến lớn thì thấy cái chè cũng tự nhiên là to bằng này rồi. Không biết từ chắc là mấy trăm năm nay rồi. Hỏi các cụ đấy, các cụ bảo cũng không nhớ. Biết thì cũng thành hái rồi, không biết rõ là mấy trăm năm rồi. Công đoạn thu hái chè cổ thụ cũng hết sức độc đáo. Bà con thường lựa lúc rừng núi vẫn còn đang chìm đắm trong sương sớm để mang gùi đi thu hái. Bởi theo kinh nghiệm truyền dạy của cha ông, đây là thời điểm những cây chè hội tụ hương vị tinh túy của trời đất giao hòa. Người già thì víu hái những cây thấp hoặc hỗ trợ thanh niên trèo lên thang cao, cẩn trọng, tỉ mẩn hái từng búp chè xanh non mơn mởn giữa đất trời. Hai thế này không năng suất nhưng giá trị kinh tế nhiều hơn trồng lúa trồng ngô nhiều. Trước chưa biết nên cũng chặt phá đi một ít. Giờ cũng tiếc nên mọi nhà đều cố gắng nhặt quả chè già để trồng xen kẽ những cây cổ thụ. Cả tháng nay rồi nhà nào cũng đi hái. Toàn xã Tà Thàng hiện có khoảng 15 hectare chè cổ thụ với hàng trăm cây đã bao năm bám trụ, chắt chiu nguồn dinh dưỡng đại ngàn để tạo ra những búp chè ngon hảo hạng. Vậy nên chè cổ thụ Tà Thàng hiện được tư thương tìm mua rất nhiều bởi những đặc tính sinh hóa có lợi cho sức khỏe. Quy trình chăm sóc cũng hoàn toàn tự nhiên. Nhiều chuyên gia chè khẳng định, nguyên liệu chè cổ thụ Tà Thàng pha đến nhiều nước nhưng luôn có một hương vị đặc biệt mà không giống chè nào sánh được. Năm ngoái tôi đi tham khảo nhiều nơi, mà chất lượng chè thì cái cây gọi là cây cổ thụ chè này thì bên Bắc Hà thì cũng có gồm có Bản Liền này, Hoàng Thu Phố cũng rất là nhiều chè. Nhưng mà cái chè bên đấy chúng tôi thu mua về để chúng tôi cho người ta, các chuyên gia chè người ta thử là người ta chất lượng không bằng. Ví dụ như là Suối Giàng của Yên Bái các thứ chúng tôi đi rồi. Ví dụ như là Xín Mần của Hà Giang các thứ chúng tôi đi rồi. Nhưng mà cũng không thể bằng cái chè này. Nhưng mà cái chè này thì mỗi cái là cái sản lượng của nó thì cũng không nhiều mấy. Nếu mà nhiều nơi đến thu mua như tình trạng như năm ngoái thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá cả nó bấp bênh, lúc lên lúc xuống thì cũng ảnh hưởng rất là khó khăn cho chúng tôi làm ở đây. Trong báo cáo chính trị trong nhiệm kỳ tới thì Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã dự kiến và thống nhất đưa một số cái diện tích cây ngô, cây lúa bạc màu chuyển sang một số cây trồng và cũng xác định lấy cây chè là cây xóa đói giảm nghèo và lấy chăn nuôi là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là cái chè thì hiện nay Tà Thàng cũng là một cái thương hiệu của chè vùng cao. Ở trong cái phương hướng phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ tới thì cũng đang xác định là mỗi năm phấn đấu trồng chè cổ thụ và chè san là 10 ha trở lên. Những cây chè tích tụ cô đọng hương vị tự nhiên của trời đất hàng trăm năm nay đã tạo nên những giá trị đích thực cho giống chè cổ thụ quý hiếm Tà Thàng. Đó là điều không thể phủ nhận. Vậy nên cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương được quyền tự hào để hy vọng những báu vật giữa đại ngàn cha ông đã trao truyền sẽ không chỉ mang lại nguồn thu nhập tốt, mà giống chè này cũng sẽ sớm trở thành một loại chè thượng hạng, nước danh gần xa.